Dạ, yeah, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Đạt Nguyễn CNC Lời đầu tiên, Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 2 Chúc các bạn có một cái Chủ nhật ấm áp bên gia đình và người thân Chúc các bạn trên toàn thế giới lúc nào cũng khỏe mạnh, có nhiều tiền của năm 2023 Thì à, hôm nay... Cập nhật về cái tình hình Trái bong bóng gián điệp của thằng Trung Quốc Nó bay vào nước Mỹ các bạn Và Ở bên Ukraine Khi mà Ông mất đôi dép là tên là Mavadov Mavadov Việt Nam mình đặt tên là mất đôi dép Đã cảnh báo Mỹ Nếu Mỹ đưa thêm những vũ khí Tầm xa Thì Ukraine sẽ bị thiêu rồi Và người Trung Quốc Đây là mình cho là người Trung Quốc Gọi là Trung Cộng các bạn những người chung cộng. Họ rất là hung hăng khi mà Biden bắn hạ trái à, khinh khí cầu của họ xuống. Họ hung hăng như thế nào? Và Trung Quốc nói gì khi mà Biden bắn hạ khinh khí cầu? Và một cái nguồn tin hôm qua mình cũng có đưa, mình viết trên Facebook là Biden đã biết cái khinh khí cầu này nó đã vào đất nước Mỹ. Đây là một điểm điểm tốt các bạn là một vật thể lạ bay vào nước Mỹ, Mỹ đã biết nhưng mà ông ta giấu, ông ta giấu người dân đến khi nó bị lòi thông tin ra, ông ta mới đưa thông tin. Đây là một cái điểm rất là yếu kém của Biden và ông ta nói ông ta ra lệnh bắn hạ nhưng mà ngũ giác đài nó à, bị người dân nọ, người dân kia có thể nguy hiểm. thì đây là những cái tin, tin tức mình muốn chia sẻ các bạn. Nói về cái tình hình uh, mất đôi dép ở bên Nga Ông này là cựu tổng thống của Nga Bây giờ làm trong là phó an ninh, bộ an ninh của uh, uh, quốc hội của Nga các bạn Khi mà ông ta cảnh báo rằng Nếu mà Mỹ vẫn đưa vũ khí tầm xa Và Ukraine tấn công vào đảo Crimea Thì uh, toàn bộ Ukraine sẽ bị thiêu rụi Vũ khí nào để mà thiêu rụi Ukraine các bạn? Thì ông ta lại đề cập tới vũ khí hạt nhân thật sự là càng ngày càng căng thẳng nếu thật sự mà nói nếu mà Ukraine tấn công đảo Kham thật sự là chắc vũ khí hạt nhân sẽ bay và họ chơi thiệt các bạn tại vì họ nói đó là những vùng lãnh thổ của nga bạn mặc dù bạn tấn công bằng vũ vũ khí thường bạn tấn công vào lãnh thổ của tôi thì tôi tìm mọi cách tôi bảo vệ lãnh thổ của tôi bằng vũ khí hạt nhân đây là một cái cớ để cho Putin xài vũ khí hạt nhân. Và bên Ukraine họ cũng lên kế hoạch để tấn công để lấy lại cái đảo Crimea. Trong cái bốn vùng đất của 15 phần lãnh thổ của Ukraine đã bị Nga nó chiếm thì không có tìm cách mà giữ mà đây là đang muốn lấy đảo luôn hiện tại là đang yếu các bạn, bốn cái vùng đó, vùng vùng mod vùng Don, nice, Luna gì đó, mấy cái vùng đó là đang yếu yếu Ukraine đang yếu thối, Ukraine đang cần vũ khí, thì muốn tấn công luôn nhiều cái nhánh khác nhánh khác, thì mình thấy cái này theo theo mình quan sát thôi, thì cái này nó chia ra nhiều quá và để cho để cho Nga có cơ hội để dùng vũ khí hạt nhân thì bạn biết rồi khi vũ khí hạt nhân bay ra phản ứng của Biden như thế nào phản ứng Anh quốc ra sao phản ứng của Pháp như thế nào khi mà cái chuyện đó Nhào vào đánh chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra à, ông Trump ông nói rồi chiến tranh thế giới thứ ba nó sẽ xảy ra bây giờ trên môi trên miệng của con người ta bây giờ là lúc nào cũng nói là hạt nhân hạt nhân thì bạn thấy Bắc Hàn cũng vậy thấy không Iran cũng vậy thì tình hình này nó rất là nguy hiểm các bạn mình một ông tổng thống mỹ đứng đầu thế giới nhưng mà lâu lâu phải nói là như vậy thế giới nó không lắng nghe nato nó không lắng nghe rồi bây giờ nếu mà vũ khí hạt nhân nó bay ra ở ukraine phản ứng mỹ như thế nào chậm chạp hay là tấn công ngược lại ngay lập tức trả đũa hay như thế nào không biết và kéo chúng ta vào một cái nghèo nàn chết chóc và lạc hậu các bạn đó là tình hình ở bên Ukraine bây giờ nói về cái tình hình cái bong bóng nè nghe không khi mà Mỹ đã biết được cái bong bóng nó vào <laughs> bạn biết nếu mà không bắn hạ đó nếu như không thông tin không lòi ra là kể như là người dân Mỹ không biết gì luôn mà nếu như mà biết rồi mà không hạ nó xuống thì tập cận bình nó còn leo lên đầu nó ngồi người dân người dân tàu cộng còn tụi nó hung hăng lắm các bạn thí dụ như là bà nancy pelosi tới đảo quốc đài loan là tập cận bình hù làm dữ không ban đêm đó, đó là nó thức nó coi thử coi à, lãnh đạo của nó là tập cận bình như thế nào có hạ máy bay của mỹ xuống hay không và bây giờ ông anthony blinken Ông là hủy cái chuyến đi tới uh, trung quốc thì nó nói tụi tao đâu có cần tụi bay đâu tụi bay có tối hay không tối nên nó cũng là chuyện có bình thường đấy tao không có cần tụi bay đó các bạn thấy là bây giờ sau khi bắn cái uh, khinh khí cầu đó xuống thì trung quốc nó nói có gì đâu mà tụi bay làm ồn ào quá vậy ok mình nói các bạn cho dù á cái khinh khí cầu này nó có phải là nghiên cứu về khí tượng hay không hay là nó vô nó là gián điệp phải bắt buộc lôi cổ nó xuống đây là mỹ quốc ok đây là đế quốc mỹ chứ không phải đây là một cái nước nghèo nè là hậu mà nó muốn thả cái gì vô là nó thả cho dù cái cái khinh khí cầu đó có nguy hiểm hay không nguy hiểm mình nói phải kéo nó xuống đây là mặt mũi của đất nước Mỹ, đây là mặt mũi của người dân Mỹ. Bạn biết bao nhiêu người dân Mỹ thích thú khi mà hạ nó xuống. Rồi bây giờ họ sẽ thu thập các bạn, họ sẽ coi thử coi, cái đó là cái gì. thì phản ứng của hàng tập công bình của những người dân Trung Quốc ra sao? Mình nói đây là một cái tác mà Biden bắt buộc phải tác. Dư, dư luận Trung Quốc chế nhạo phản ứng của Mỹ về khinh khí cầu dò thám làm gì mà làm ầm lên thế. Các phản ứng trên mạng xã hội của Trung Quốc đã chế giễu việc Hoa Kỳ đưa tin về khinh khí cầu giám sát và đã đi vào không phận Hoa Kỳ. Hôm thứ tư, thậm chí là hạ thấp ý nghĩa của chuyến đi và hủy bỏ của Anthony Blinken tới Trung Quốc. Chỉ là khinh khí cầu thôi mà, Nước Mỹ có cần phải làm âm Mỹ lên thế không? <laughs> Chỉ đọc một bình luận của nhiều người trên nền tảng à, chuyện trò của Weibo của Trung Quốc để là những người dân nơi người dùng đã chế nhạo Hoa Kỳ về những phản hồi của họ. Không, họ đang họ đang mất cỡ chứ không phải chế nhạo. Họ đang mất cỡ các bạn. Nếu như Mỹ không kéo nó xuống thì Mỹ rất là xấu hổ nhưng Mỹ nó kéo nó xuống, đây là một cái bạc tai và thẳng vào Trung Quốc. Cho nên họ đang mất cỡ chứ không có phải là chế nhạo, nữa. họ đang mất cỡ, họ đang tự sâu hổ những cái người mà tự gọi là người Trung cộng á. Ngũ Ngắc Đài công bố hôm thứ năm rằng chính phủ Hoa Kỳ đã phát hiện khinh khí cầu ở sát tầm cao. Lần đầu tiên phát hiện ở Montana, không phải ở Montana, ok để cho mình nói về những cái người này sau đó mình mới chia sẻ sau cái vụ mà bắn hạ các bạn ok bạn thấy là an thâm này lincoln đã hủy chuyến đi rồi phản ứng của chủ tịch hạ viện kevin mccarthy đầu tiên biden đã từ chối bảo vệ biên giới của chúng ta bây giờ ông ta không bảo vệ bầu trời của chúng ta đó là không bắn hạ cái khinh khí cầu Ngày hôm qua đã đưa F-22 lên một phát một là nó đã nổ tung và rớt xuống ở bên bờ biển sau Carolina. Người dùng Weibo cũng như độc giả của tờ báo do đảng hậu thuẫn của Trung Quốc The People's Daily đã đánh giá thấp các động có à, các công việc mà Lincoln thay đổi kế hoạch đi tới Trung Quốc. Dù bạn có đến hay không có đến, kết quả cũng như nhau thôi tại sao chúng ta cứ trả tiền như vậy nhiều sự chú ý đến các quốc gia vô lý ám chỉ đến hoa kỳ thật tốt khi bạn không đến một người dùng khác thí thật vô lý những bình luận mang giọng điều gọi là đùa cợt với một số mô tả à, những gì mà khinh khí cầu muốn thế giới quá rộng lớn và tôi muốn nhìn thấy tất cả để thúc giục hoa kỳ tôn trọng quyền tự do nổi của khinh khí cầu Trung Quốc thừa nhận thiết bị này là nguồn gốc gốc của họ. Nói chung á là những cái người dân Trung Quốc nó rất là tự hào các bạn. Tự hào quá Trung Quốc ơi hoặc là tự hào quá Việt Nam ơi. Nó đi vào nhà mình mà mình cứ cho nó đi thoải mái Ê, cứ vô cứ đi thoải mái các bạn muốn muốn làm gì làm không thì à, nói về cái tình hình mà bây giờ đó là mình nói đến người dân thôi. Còn những cái người chuyên gia ở bên Trung Quốc nữa các bạn. Bây giờ mình nói là Biden giấu khi mà biết. Khi mà Biden, khi mà khí, khí cầu nó vào đất nước Mỹ này, Mỹ đã biết. Chứ không phải là không biết các bạn. Những gì mình đọc là sao hết rồi. Khi mà nó bị lòi thông tin của những cái người dân ở Montana tiểu bang Montana. Họ đã thấy, họ tưởng đó là UFO, họ tưởng là vật thể lạ, họ tưởng là những cái ở ngoài người ngoài hành tinh. Và sau đó nó mới lòi ra. Báo cáo report, chính quyền Biden đã cố gắng giấu khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc khỏi công chúng Mỹ. Tại sao ông ta giấu? Tại sao ông, ta không đưa ra cho dân chúng Mỹ biết? Cái điều tốt á, là nó bay vô Mỹ, Mỹ đã phát hiện. Cái đó là cái tốt các bạn. Nhưng cái xấu á, là Biden muốn lấp liếm. Chính quyền Biden đã biết về khinh khí cầu dọ thám của Trung Quốc đi vào không phận Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 5 mà nó vào ngày 28 tháng 1. Mà mình mới biết ngày hôm kia thôi à. Hôm kia là ngày ngày 3 ngày 3. Nó vào ngày 28, ngày 28, 29, 30, 30 31. 1 2 3 1 tuần. Nó đã ở trong đất nước Mỹ. Báo uh, tờ Lâm Phật đưa tin các bạn. Chính quyền Biden biết rõ rằng khinh khí cầu đã đi vào không phận của Hoa Kỳ hôm thứ Bảy. Ngày 28 tháng 1, nhưng quyết định giữ im lặng về việc này để không hỏng chuyến đi đến Trung Quốc của Anthony Blinken. Đồ, bạn thấy ghê không? Họ sợ, họ sợ, họ sợ tao các bạn. Hóa ra các nhà chức trách của Hoa Kỳ đã biết rõ về vật thể không xác định đã xâm nhập vào không phận Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 1. Sau đó đã rời đi và quay lại ở bang Idaho. Vào bang Idaho vào thứ ba. Nhưng với một chuyến bay nổi tiếng như vậy đã bị đe dọa, việc giữ các mức thấp nhất là điều quan trọng. Những nhà Biden đã biết và kêu giữ những cái này cái thông tin thấp nhất sẽ không lòi ra. Tuy nhiên, vào thứ tư ngày 1 tháng 2, một cư dân ở Billings, Montana đã phát hiện ra cái quả bong bóng bay này khoảng 5 giờ 30 chiều giờ địa phương vào hôm thứ Tư. Và ngày hôm sau, một tờ báo của địa phương Montana đã đăng báo cáo về nó. Cuối ngày hôm đó và cuối buổi chiều, ngũ giác đài cuối cùng cũng đã xác nhận sự tồn tại của khinh khí cầu này. Các quan chức đã nói chuyện với Bloomberg News tuyên bố vào thời điểm đó có thể nhìn thấy ở Montana, Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về khinh khí cầu và tòa bạch ốc tranh giành quyết định có nên cho nổ nó hay không. Mặc dù 5 ngày nữa mới được thông báo, 5 ngày sau mới được thông báo, tòa lâm phật, chính quyền Biden xem xét các động động tác chính trị của việc đối phó với khinh khí cầu và thám bay ngang căn cứ quân sự của Montana, nơi đặt các hầm quả tiễn đạn đạo xuyên lục địa của tiểu bang này. Chính quyền Biden cho biết họ hết sức thận trọng, đặc biệt là môi trường chính trị nóng bỏng trước cuộc bầu cử năm 2024. Với cái việc đảng viên đảng Cộng Hòa đang kích động xem đảng nào mà có đường lối cứng rắn với Trung Quốc. Cho nên Biden giấu đi các bạn. Đâu, đã ghê chưa? Còn bao nhiêu cái dấu mình không biết Tờ báo Bloomberg đưa tin Rằng Biden đã tranh luận về việc Có băng hạ vật thể này Nhưng mà bị các cố vấn an ninh cấp cao Như ngũ giác đài Tướng Mark Milley nói không Bạn biết là những cái thông tin này Tướng Mark Milley này Thời ông Trump Là cái ông này là mà gọi là phản quốc Đã ban đứng ông Trump khi mà nói chuyện với lại tướng của Trung Quốc và kêu là nếu mà ông Trump ra lệnh tấn công, tôi sẽ báo cho mày. Đây là một tội đồ các bạn. Và nói là đừng không có bắn, nguy hiểm cho dân lắm. Nhưng mà ở dưới ở cái tiểu bang Montana đó là thống đốc Montana phải chịu trách nhiệm với người dân của Montana và tiểu bang Montana. Ông ta nói không, cái này rất là vô lý. Chúng tôi sẽ bắn hạ nó. Nhưng mà nói bắn hạ đó là là chúng tôi đồng ý là bắn hạ. Đó dân cư thưa thớt khi mà nó bay tới những cái chỗ dân cư thưa thớt có thể bắn hạ nó xuống nhưng mà Biden đã không bây giờ đổ thừa vào những cái người tướng lãnh ở dưới hiện tại tòa bạch ốc đang chọn không mà báo cáo cho công chúng Mỹ tuy nhiên các sự kiện buộc Biden phải báo cáo tờ báo đưa tin đề cập đến bản tin địa phương khi mà tờ báo này đã đăng một bức hình về khinh khí cầu Limbert đại đưa tin tốc độ thảo luận tại tòa bạch ốc tăng nhanh trong một cuộc gọi bắt đầu từ 5 giờ 15 chiều thứ năm, chính quyền cuối cùng đã công khai khinh khí cầu là của Trung Quốc. Ngũ Nhất Đài đã thông báo và các phóng viên về mọi uh, một cuộc gọi trong bối cảnh là đã cân nhắc việc bắn hạ khinh khí cầu. Bây giờ nó nói nó nó đã cân nhắc bắn mà nó im ru nó đâu có nó đâu bạn khi mà những cái người như mình hoặc là techus thượng nghị sĩ còn mình không biết rồi nói gì thượng nghị sĩ còn không biết nữa kêu bắn hạ bắn hạ bây giờ nó nói nó có lên kế hoạch cái này là một cái rất là xạo các bạn nhưng họ đã không chấp nhận rủi ro có thể đó là rơi xuống vào người dân linh cuối cùng cũng hủy chuyến đi qua trung quốc thì lâm bợt mà lại uh, báo cáo rằng chính quyền này đã dành hàng giờ để tranh luận việc Blinken có nên đi hay không đi. Thôi ơi, cuối cùng đã không đi. Tuy nhiên các quan chức nói với hãng tin rằng đó là một sự hoãn lại chứ không phải là hủy để gửi một tín hiệu rằng Hoa Kỳ muốn không muốn leo thang vấn đề này. Bạn biết chính quyền của Biden thì rất là yếu nhu nhược trước những cái đối thủ đó là Nga, đó là ổn và đó là đặc biệt nhất là tập cận bình cần nga các bạn thì các bạn thấy đây là một cái vì sức ép của các thượng nghị sĩ vì sức ép của những người đang chuẩn bị tranh cử tổng thống thế như là ông trump nicky haley mike pence mike pompeo vân vân các bạn thì họ mới bắn hạ chứ không họ sẽ thả cho nó bay bạn thấy trước đó năm sáu ngày bao nhiêu bài báo nói nếu mà nó bay vào đất nước Mỹ này nó tát cho một cái rồi mà mình không bắn hạ nó nó để nó bay mất thì mình còn bị nó tát cho nhiều cái bạc tài nữa và thật sự Mỹ mình nghĩ hạ cái bong bóng xuống rất là đúng nhưng mà tại vì cái sức ép các bạn của các thượng nghị sĩ của các dân biểu của các những cái nhà mà quan chức đã có từng có tiếng có tầm thì bạn thấy đây là một cái điều rất là tồi của Biden Và người dân Trung Quốc nó rất là hãnh diện các bạn nha Người dân Trung Quốc rất là hãnh diện khi mà nó bay vào mà Mỹ không làm gì Và họ rất là hãnh diện Lincoln có tới hay không tới Nó cũng chẳng có cái gì mà để mà nói Tại vì nó nó muốn đứng đứng lên đứng lên đầu của thế giới Bạn thấy dân Mỹ hiện tại hoặc là trước đó Nước Mỹ đã và đang dẫn đầu thế giới bạn thấy dân mỹ có hành động kém cổ như thế không kém văn minh như thế không vô văn hóa như thế không có cười cợt không có đùa cợt không mình chưa bao giờ thấy một cái thứ đời nào một cái chat nào mà nó vô văn hóa mà nó ngạo mạn mà nó kiêu căng như thế mình chưa thấy và việt nam những người dân gọi là việt cộng giống y chang như vậy các bạn họ cùng một hướng họ rất là họ rất là gọi là dốt nhưng mà họ đi qua đó thí dụ khi mà mình nói họ dốt khi mà những cái tranh luận của người việt hải ngoại này lên nói chuyện họ hỏi những người đó có bằng cấp gì có trình độ gì mà lên nói hôm qua mình có nghe một bài đó mà mà không biết chính bản thân của những cái người mà đặt câu hỏi đó đó họ có họ có trình độ họ có bằng cấp hay không trong khi họ không biết cái người đang nói là ai Họ, họ tưởng là những cái người việt hải ngoại này dốt khi mà họ nói tiếng việt các bạn ông ta là một mình không có nói mình nói sơ những cái người việt đó đại, đại khái giáo sư thạc sĩ kinh tế học kinh tế gia thì đó là những cái mà gọi là à, ngông cuồng của những người việt cộng các bạn hoặc là của những người Trung cộng chứ còn người mỹ họ bạn thấy đi họ không có họ không đặt ra những cái câu hỏi đó đâu họ không có ngạo mạn đâu bạn thấy nước mỹ này cho đi biết bao nhiêu thứ thí dụ như con, con covid người dân mỹ không nói một câu nào hết người ta nhân văn người ta nhân đạo còn những cái nước mà nó đang nghèo nàn mà nó cứ hãnh diện là hãnh diện quá hãnh diện quá bác mau ơi hãnh diện quá bác hồ ơi nó không làm ăn gì được hết các bạn nó chỉ có muốn leo lên đầu người khác mà thôi Nếu mà nó mạnh Đó thì rất là vui Khi mà đã hạ được cái trái khinh khí cầu của nó xuống Và sẽ nhiều thông tin các bạn Họ sẽ thu thập Họ sẽ lấy Họ coi thử coi đó là cái gì đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn Bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Và hẹn gặp lại sau Bye bye